Miếng ngon chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một trường đại học rất là nổi tiếng của Vương quốc Anh. Đây là đại học có hàng top nhiều thí sinh, học sinh sinh viên Việt Nam đang theo học, hơn khoảng 245.000 học sinh cả nước. Và trước khi bắt đầu, thì học sinh trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, đặc biệt là với phụ huynh học sinh, những anh chị là chủ nhiệm và giám đốc kinh doanh ở ngôi trường bên này. Quyển sách một lần nữa, đây là quyển sách rất là ưu ái cho tất cả quý vị. Khi mà mình học về kinh doanh, những anh chị đang là những công ty có thương hiệu là người trên đó, thì mình sẽ được một trò chơi rất là vui trong quyển sách đó, kèm như một combo. Các anh chị sẽ biết nhận diện từng gương mặt thương hiệu của tất cả các công ty về nhiều lĩnh vực, từ du lịch, từ sân khấu, từ bảo hiểm, từ những quán trà sữa, từ bất cứ lĩnh vực nào thì nó đều nằm gọn trong quyển sách này. Và đặc biệt đây là thông tin nó ưu ái nhất mà Ngọc dành cho tất cả các bạn về những phương pháp làm việc, đào tạo và cái cách để họ tuyển dụng như thế nào để lập sàn hiệu quả. Trong đó kể đến những công ty tiêu biểu, đây là các những công ty mà đã giúp cho cả thế giới này sinh ra khoảng top 10 tỷ phú. Thì trong quyển sách này các bạn sẽ học được gì? Bạn và con nhỏ của bạn và anh chị em của bạn sẽ được học về cách nhận diện thương hiệu. Để thành lập một công ty họ cần có cái gì, và để phát triển kinh doanh họ phải làm như thế nào. Rồi mình sẽ biết thêm nhiều về thành phần ban lãnh đạo hay là những tên tuổi của những ông lớn trong ngành. Rồi bạn sẽ học được một cái tư duy sáng tạo. Bạn có thể sáng tạo một cái kinh doanh startup của riêng bạn từ những công ty đó mà bạn follow, làm việc chung và cùng nhau phát triển. Và các bạn có biết không, trong quyển sách này Ngọc có tặng cho cả nhà một cái phần quà 5 cái. Bạn được quyền chọn cả 5 phần quà khi bạn mua sách. Từ đó là phần quà đầu tiên, giá trị phiếu mua hàng giảm giá đến 50 trở lên dành cho tất cả các sản phẩm tại shop. Thứ hai là lớp học song ngữ tiếng Anh tiếng Pháp combo 600.000 cặp. Thứ ba là tư vấn tình yêu một dạng 500. Lớp cái quà thứ tư, món quà này rất hữu ái dành cho những anh chị muốn là chủ đầu tư, là startup gọi vốn, là dự án phim trường với phiên bản ebook từ Google, vốn trị giá là 1 triệu đô đến 24 tỷ. Và bài thứ năm, món quà này là bản quyền tác giả tác phẩm phim hài với bản in là 200.000, chuyển nhượng qua là 99 triệu cho bộ truyện hài Kiếm Hiệp Quận Chúa Triều Đại Nam. Và các bạn ơi, thì Ngọc đang cố gắng tìm kiếm một người bạn giỏi biên tập và MC, và đặc biệt là vị trí tele sale, để giúp Ngọc viết lại cái cuốn thứ hai qua phiên bản tiếng Anh, và những cái mà Ngọc viết ra, mà Ngọc nói ra, làm lại thành một phiên bản mới cho các em nhỏ, đặc biệt là quý phụ huynh học sinh hay là các anh chị làm giám đốc trưởng phòng trở lên. Mình đang cần tìm tòi để hiểu biết và để tăng thêm thu nhập như thế nào thông qua những bài đào tạo quý giá như là của thầy Lê Ấm Dương, anh Minh Adam, anh Lý Phương Ngọc. Thì trong số đó, chúng tôi, bản thân tôi đã rút kết kinh nghiệm từ rất nhiều công ty và tôi đã làm việc tìm hiểu qua. Bạn sẽ học được bí mật quảng bá thương hiệu của họ, marketing của họ, bộ phận này làm gì vậy, mà kinh doanh họ phát triển như là chuỗi Senland phát triển những quyền kinh doanh bất động sản, và chuỗi những cái công ty bảo hiểm và những công ty lớn nhỏ lẻ truyền thống của nhà nước, kể cả rất là nhiều Mobifone, rồi Vinaphone, Viettel, rồi Thế Giới Di Động của anh Nguyễn Đức Tài. Thì tất cả những cái đó, đặc biệt là nhà hàng khách sạn hay là khu du lịch giải trí. Nhà hàng khách sạn thì mình sẽ nói về Vạn Phá Eris và Vinpearl. Khu du lịch giải trí mình sẽ nói về rất là nhiều. Trong đó các bạn sẽ được thoải mái thư giãn với những thương hiệu này bằng cách là bạn chỉ cần cắt cái miếng dán này ra, bạn dán vào trong quyển sách để mình nhớ, mình tự tìm hiểu, tự học hỏi và tự thuyết trình về dự án của mình hoặc là thuyết trình về công ty đó, luyện tập cho mình mỗi khả năng nói trôi chảy, xúc động, và nó cô động lại, nó làm như người ta phải lưu dấu ấn tượng tốt để chinh phục khách hàng dễ hơn. Và thì bí quyết nữa bạn học qua quyển sách này đó chính là
chinh phục khách hàng. Và thêm một ưu ái dành cho tất cả các bạn, đó chính là bạn sẽ học được cách chinh phục đối tác để làm việc với mình, hoặc là bạn chinh phục người tuyển dụng. Bạn sẽ biết cách làm sao để bạn có cơ hội nghề nghiệp lớn tại những công ty tổ chức lớn, đặc biệt là đại học Randwick của Anh, thì sẽ giúp cho bạn liên kết được rất là nhiều công ty lớn nhỏ nhất nhì cả nước, giúp cho bạn có một mức sống thỏa đáng. Bây giờ mình sẽ tặng cho cả nhà một số điều quy tắc trong cuộc sống mà thật sự đây là điều chỉ riêng Ngọc đúc kết ra và Ngọc học rất là nhiều công ty, kể cả thầy ở chỗ thầy Dương dạy cho mình. Thì quy tắc đầu tiên, luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn ở đây nó có thể là luật hấp dẫn về công việc, về đam mê, về ước muốn, về cái gì đó mà bạn rất là yêu thích và muốn sở hữu. Luật hấp dẫn ở đây cũng gọn có thể hiểu đó là định nghĩa một người nam với một người nữ cũng như một người nam sức hút nhau về cái gì đó, nghĩa là hai cùng 500, một bên âm một bên dương, hai bên sẽ hút lực với nhau như là một cái đôi giày. Bạn mang chiếc được không? Bạn phải mang hai chiếc chứ. Thì đó là luật hấp dẫn, là người nam người nữ bù đắp được cái gì và cùng làm việc chung với nhau được, được cái gì đó trong lĩnh vực đó. Rồi ta phù hợp và đặt đúng vị trí cho người ta làm. Thì đó là luật hấp dẫn. Thì tôi nhớ rất là rõ, đây là quyển sách rất là hay của thầy, bậc thầy diễn giả, thầy Jack Canfield. Thầy có nói về luật hấp dẫn rất là sâu sắc, các bạn hãy tìm đọc mua. Thì luật hấp dẫn về giới ở đây có thể hiểu là khi mà một người bạn đó ý thức thay đổi bạn, hay là muốn làm chung một công việc với bạn, một công việc cái vị trí đó quá hấp dẫn, quá nhiều quyền lợi và cô gái quá đẹp, anh chàng đó đối với bạn quá phù hợp. Như là công việc thì bạn thích vị trí dễ thăng tiến, thu hoạch cao, có thêm đi du lịch, có bảo hiểm, có ABCD, có đủ thứ. Thì đó là luật hấp dẫn. Anh chàng này có cái cá tính đó hợp với mình, là dễ thương, hoạt bát, hiền lành, đôn hậu, hoặc là đỡ hơn những anh chàng kia phong lưu bay bướm, rồi bảo thủ, rồi tục hậu, rồi chỉ là một người lính cán bộ nhỏ nhoi thôi. Thì dĩ nhiên bạn là phái nữ phái đẹp, bạn có quyền bạn chọn anh chàng bạn vương làm tướng. Đó gọi là luật hấp dẫn. Vì luật hấp dẫn được xây dựng trên nền tảng cơ sở nào? Tôi đang nói cô Lan để cô Lan làm một cái clip tương lai, cô Lan sẽ nói về luật hấp dẫn cụ thể rõ nha. Nhưng mà bản thân tôi biết những luật hấp dẫn rất dễ xây dựng và ai cũng hoàn toàn làm được. Bạn hãy đầu tư cho bản thân đẹp nhất có thể, đó chính là luật hấp dẫn. Có thể là mái tóc, bộ trang phục đẹp hợp thời trang mà người ta rất thích, đang được ưa chuộng. Bản thân bạn có cái gì hấp dẫn nữa, có thể là giọng nói, ngoại hình, ánh mắt, hay là phần nghiêng về bản năng và tài năng của người, đó cũng một dạng luật hấp dẫn. Bạn có biết anh ca sĩ ông hoàng nhạc pop, anh Michael Jackson, ảnh mất đã 10 năm rồi, bây giờ cả thế giới vẫn còn hấp dẫn về giọng hát của ảnh. Và tài sản ảnh để lại cho người nhà của ảnh là ảnh được thời sinh thời ảnh kinh doanh cái tên của ảnh thôi. Nghe tới cái tên người ta mời ảnh, người ta phải biết trả cash cho ảnh bao nhiêu và muốn mua bản thu âm của bạn, cái bạn Michael Jackson, anh bạn đó bây giờ chắc người nhà rất là hạnh phúc và tự hào. Ông nghĩ như vậy, chỉ cần nghe tới tên của anh thôi là người ta phải trả bản quyền tác giả cho anh, là ai cứ mua nhạc của anh thì nghe nhạc hay còn đi xem show của anh nữa. Mặc dù người đó đã không còn rồi, nhưng lực hấp dẫn anh vẫn rất là hút đông, rất có giá trị. Lực hấp dẫn tạo nên giá trị con người trước những lực khác. Bạn hãy xây dựng lực hấp dẫn cho chính mình bằng cách nào? Thứ nhất là ngoại hình. Ngoại hình là yếu tố đầu tiên, thường dễ bắt mắt và thu hút người khác nhất. Trang phục, tóc, rồi đôi giày, hay là chiếc nhẫn bạn đeo, hay là cái vòng của bạn sở hữu, hay là chiếc xe bạn có, cái gì ở bên ngoài mà mắt thường ta phải nhìn thấy được thì có thể xây dựng luật hấp dẫn rất dễ dàng. Hay là một bộ áo dài, một cái áo bà ba, một kiểu tóc make up mới, một kiểu kết tóc mới, bạn nhuộm tóc đúng không? Và bạn có biết không, tôi xin khẳng định là với bạn, tôi là tác giả của Facebook
là người chuyên đi dạy về tiếng Anh, đặc biệt là có giao tiếp tiếng Pháp, tôi cũng sẽ tặng bạn combo. Thì luật hấp dẫn đó là một cái tài sản gì? Nó vô giá trị và nó có cái thu nhập bền vững. Khi ai đó viết đến bạn và bạn có luật hấp dẫn, có phải là sản phẩm của bạn được họ liên hệ hoài, họ ký hợp đồng làm việc lâu dài với bạn, họ chi trả thu nhập cho bạn rất thỏa đáng. Một người bạn làm như shipper, chỉ cần người đó có luật hấp dẫn là thu hút được nút bạc, nút vàng trở lên. Sau này tôi nghĩ chắc cũng có người làm nút kim cương được. Chỉ cần luật hấp dẫn đó sẽ giúp cho anh ấy kiếm được tiền qua Google quảng cáo và kiếm được rất là nhiều thu nhập từ số tiền mà YouTube trả sẵn. Rồi, một người cũng gái đẹp để hấp dẫn những người bạn trai của mình cũng ở những điều đó. Quan trọng là cũng cái bên trong cũng cần lắm. Về nội hàm, yếu tố, cá tính, thói quen, sở thích, rồi quan điểm sống, rồi cuộc sống gia đình, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng chắc chắn cô gái này đã hấp dẫn anh ta hơn những cô gái mà anh ta đã gặp. Cô gái này là cô gái có sức hút tuyệt vời nhất trong số những người có sức hút vừa vừa bình thường. Thì mình gọi đây là luật hấp dẫn.